sao đâu có những khổ trong chỗ bài hát của anh, khi không có một nô cơ và anh cũng biết phải làm cái nào để thể vui cười trở lại, để có thể dũng cảm nói chuyện lại với em và lấy lúc mình xa nhau. Mọi thứ đã thay đổi và anh không biết phải làm cái nào mà trả lời không có, vì em vẫn như vậy, vẫn chỉ là những sự im lặng. Giờ còn muốn nói gì không em hay không thể, giờ này hiểu sao đây em khi mình còn gần kề. Ai sẽ nói trước, ai sẽ im lặng, ai sẽ nhường bước, hay chúng ta mày hiểu rằng mọi thứ đã vô còn xa bên ngoài tầm kiểm soát. Anh hoặc em có lẽ nên dứt khoát để không nên làm tổn thương thêm đau đâu, không để một lần nữa trở lại những nỗi đau. Hãy cứ để màn đêm cho quên nhanh như vậy, để chiếc bóng tối đi ngang qua nơi này, dù chỉ còn nghe thấy nhau qua từng nhịp thở, dù chỉ còn hiểu nhau ngang qua từng nỗi nhớ. Chạm vào nhau thật sâu, ta vào trong cứ vô, chưa kể để biết rằng dù có cố gắng hàng ngàn gì đã đổ vỡ, và dù có đi qua những lần đến thiên đoàn, nhưng vẫn chỉ dần dần một cơn chúc mừng vì kết thúc mà. Dạo này mình toàn bị vấp ở cái chỗ này đó. Ok.